Thưa quý vị, chiều tối qua, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2023, tên quốc tế là Talim. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, bão số 1 sẽ ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Bão có khả năng mạnh thêm. 13 giờ ngày 17 tháng 7, bão ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 7, bão số 1 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ, sức gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao đến 4-6 mét. Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão. Quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động tại các biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để phòng chống, tránh, thoát hoặc không ra khỏi vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 17,5 cho đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116,5, trong đó 48 giờ tới, về vĩ tuyến phía bắc vĩ tuyến 18, phía đông kinh tuyến 113, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong bản tin dự báo tiếp tới. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời ra soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó có tình huống xấu xảy ra. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, nắng nóng kéo dài trong tuần qua khiến sản lượng điện tiêu thụ và công suất cực đại liên tục lập các kỷ lục mới. Về phụ tải toàn quốc, trong tuần qua, sản lượng trung bình ngày đạt 920,7 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 39,9 triệu kWh. Công suất cực đại trong tuần đạt 45.474 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay, cao hơn 1.723 MW so với tuần trước. Cũng trong tuần qua, lưu lượng nước về tại các hồ chứa thủy điện lớn đã được cải thiện rõ rệt, đều cao hơn trung bình nhiều năm. Các hồ ở miền Bắc đã vào thời kỳ lũ chính vụ nên lưu lượng nước về hồ tăng mạnh. Các hồ thủy điện ở miền Trung và miền Nam, lưu lượng nước về hồ đều cao hơn trung bình nhiều năm và tăng mạnh so với tuần trước. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, từ ngày 15 đến 21 tháng 7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, nền nhiệt ở tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo giảm. Do đó, khu vực nhu cầu phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể thấp hơn. Mặc dù tình hình cấp điện được đảm bảo, nhưng các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng tiếp tục nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thưa quý vị, mạng xã hội phát triển khiến kênh bán hàng online ngày càng bùng nổ. Bên cạnh câu chuyện về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đã xuất hiện việc lợi dụng các hành vi không đúng với thuần phong mỹ tục, thậm chí là xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hóa trang thành Đức Phật livestream bán nước hoa của một nam TikToker. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hóa trang thành Đức Phật nhưng sử dụng ngôn từ đòi tiền, gắt gỏng, cau có với một thái độ, hành vi và ngôn ngữ đi ngược lại những chuẩn mực của nhà Phật và luật tín ngưỡng tôn giáo. Điều đáng nói khi đây không phải lần đầu tiên một bộ phận giới trẻ mang những hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật ra để làm công cụ trục lợi. Luật quảng cáo đã cấm không được lợi dụng hình ảnh tôn nghiêm, lãnh tụ, hình ảnh tôn giáo, hình ảnh tín ngưỡng thiêng liêng để quảng cáo. Những người nào đó mượn hình ảnh của Đức Phật để mà làm mục đích cá nhân của mình thì cái điều đó là xúc phạm đến niềm tin
của tôn giáo của những người có tôn giáo đó. Theo một thống kê mới đây tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày Việt Nam có khoảng 70 đến 80.000 phiên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng mạng xã hội TikTok đã có quy định về nội dung đưa lên nền tảng này phải tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng. Thì trung bình mỗi một quý ở Việt Nam có cỡ khoảng trên 2 triệu video là được TikTok gỡ bỏ. Trong đấy thì có khoảng 95% là được gỡ trước khi có bất cứ ai nhìn thấy cái video này. Theo các TikToker, việc ngăn chặn các chiêu thức quảng cáo bán hàng sai lệch chuẩn mực đạo đức vẫn chủ yếu dựa vào ý thức của người dùng. Mạng xã hội cần phải có những cái chính sách để hạn chế những cái clip đấy viral lên. Thì em nghĩ là điều đấy cũng là một trong những cái hành động trực tiếp có thể ngăn chặn được phần nào những cái quảng cáo mà không được lành mạnh về cái mặt văn hóa, cũng như là bất chấp những cái về tôn giáo của người khác để lên để bán hàng các thứ. Thì em nghĩ là điều đấy là một trong những hành động mà có thể chúng ta có thể làm được ngay. Thì ngay bản thân bạn chính phải là cái người lựa chọn nó, sàng lọc nó để làm sao là phù hợp nhất với lại cái sự phát triển cá nhân của bản thân, nó có giúp ích được gì cho cái bản thân mình không, truyền được cảm hứng cho mình không. Khi bạn loại bỏ những cái giá trị như thế thì chắc chắn rằng thì những người tạo ra những cái sản phẩm như thế cũng sẽ không thể nào tồn tại được. Dù đã có quy định phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi trục lợi mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, nhưng trên thực tế, rất ít người bị xử lý. Số liệu mới nhất từ Hải quan cho thấy nửa đầu năm nay, xuất khẩu gạo đạt hơn 4,2 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh là nguồn cung gạo trên thế giới sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. El Nino xuất hiện buộc nhiều quốc gia tăng mua để dự trữ. Theo tính toán, trong tháng 6, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 650 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,4% so với tháng 5 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, giá gạo xuất khẩu ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất trong 10 năm qua. Với niềm đam mê nền âm nhạc truyền thống, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã cùng nhau tạo nên một lớp học nhạc hoàn toàn miễn phí, giúp nhạc cụ xưa đến gần hơn với mọi lứa tuổi. Tận tay hướng dẫn cách sử dụng, tỉ mỉ giải thích các âm điệu của nhạc cụ truyền thống. Đó là cách mà những thành viên của Bình dân học nhạc chỉ dẫn cho những bạn trẻ có mong muốn tìm hiểu về âm nhạc dân tộc. Bình dân học nhạc là một sự kiện do Cầm Ca tổ chức vào mùa hè, thường sẽ được diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tháng. Khi mà các bạn sinh viên đã được tạm ngừng lại công việc đi học ở trên trường, thì cái lớp học Bình dân học nhạc này sẽ khiến cho các bạn có một cái hoạt động vào mùa hè nó sẽ đáng nhớ, thú vị hơn. Bên cạnh đấy thì những cái nhạc cụ mà chúng tôi dạy sẽ là cả nhạc cụ truyền thống nữa. Nó sẽ gửi gắm những cái niềm gọi như là tự hào về nhạc cụ truyền thống, tại vì đàn bầu hay là đàn tranh thì không mấy khi các bạn được nhìn thấy hay là được chơi thử. Thì Bình dân học nhạc sẽ là một cơ hội để các bạn có thể ban đầu là làm quen với nhạc cụ này, và biết đâu các bạn sẽ có hứng thú và có những cái lựa chọn cái nhạc cụ này trong thời gian tới. Niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc xưa đã trở thành động lực lớn lao giúp Hà Thu cùng các bạn trong câu lạc bộ Cầm Ca phát triển lớp học. Trải qua 3 mùa hoạt động, Bình dân học nhạc đã thu hút hàng trăm học viên và góp phần đưa âm nhạc truyền thống thực sự đến với các bạn trẻ. Tôi cảm thấy là nhạc cụ Việt Nam khá là hay và cái âm thanh của nó khá là trầm bổng, và đây cũng là một cái môn khá là thú vị với cả các bạn trẻ. Các bạn ấy đã truyền tải được cái nhạc cụ truyền thống Việt Nam cho các bạn trẻ và để nhiều người biết đến hơn. Môi trường này rất là một môi trường rất là tốt và năng động cho các bạn trẻ bây giờ, tại vì có nhiều bạn bây giờ đang rất là mong muốn học âm nhạc nhưng mà các bạn chưa có điều kiện để đi học, cũng như là chưa biết đến nơi đâu là dạy đúng, thì Bình dân học nhạc sẽ là một nơi mà giúp các bạn định hướng đúng cho âm nhạc hơn. Đây là một lớp học rất là bổ ích và nó cũng miễn phí nữa, nên là việc truyền tải được thông điệp ý nghĩa nó rất là quan trọng. Và bên cạnh đó thì là lớp âm nhạc cũng là cái nôi mà mình nuôi lớn tình yêu âm nhạc truyền thống. Không chỉ đơn thuần gói gọn trong một không gian lớp học, Bình dân học nhạc luôn có những hoạt động giao lưu, trải nghiệm và truyền bá âm nhạc dân tộc. Chính từ những hoạt động nhỏ nhưng thiết thực đó,
Hà Thu cùng các cộng sự không chỉ tạo ra một sân chơi cho những người đam mê nhạc cụ truyền thống, mà còn lan tỏa tình yêu với những nét đẹp văn hóa dân tộc đến với mọi người.